Chào các bạn, trong video hôm nay mình chia sẻ một công thức làm bánh quy sữa. Bánh có độ giòn, xốp và lại béo thơm. Mời các bạn cùng tham khảo cách làm nha. Mình sẽ dùng 100g bơ lạc để cho nó mềm. Sau đó cho thêm 60g đường bột. Bây giờ mình trộn đều lên để cho đường nó ngấm hết vào. Tiếp theo mình sẽ cho vào 50g sữa tươi không đường. Lúc này mình cứ việc khuấy vừa nhanh vừa mạnh để cho sữa nó nhanh ngấm vào. Tiếp theo mình sẽ rây vào 50g sữa bột nguyên kem. Nếu không có thì các bạn thay bằng sữa bột em bé cũng được. Và 130g bột mì đa dụng. Bây giờ mình chỉ việc trộn đều đến khi bột khô nó ngấm hết vào là được. Có thể chia bột làm 2 đến 3 lần cho vào để dễ trộn nha. Trộn cho đến khi nào thấy bột nó dẻo mịn lại như vậy là được. Mình cho nó vào túi bắt kem để dễ nặng. Ở đây mình sẽ dùng đuôi bắt bánh là 336 để tạo hình, còn các bạn có thể sử dụng bất cứ đuôi nào có sẵn ở nhà cũng được nha. Bạn có thể làm thêm nhiều vị như là cacao hoặc là trà xanh đều được. Nặng tạo hình xong thì mình cho bánh vào rãnh giữa lò. Ở đây mình nướng 170 độ trong khoảng 20 phút thôi. Mình cứ canh thấy bánh vàng là được. Các bạn nhớ làm nóng lò trước 10 phút và canh nhiệt lại tùy theo lò nha. Vậy là mình đã làm xong món bánh quy bơ sữa với công thức rất là đơn giản. Bánh sau khi lấy ra khỏi lò mình chỉ cần để một lát thì nó sẽ từ từ cứng lại. Mình cho vào hộp đậy kín lại để giữ độ giòn cho bánh nha. Các bạn hãy cùng làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.